không? Dạ hay không là giống ạ. Như cái tâm lý mà lại lần đầu không? Dạ không, à về sau thì toàn nhờ bố chồng thôi ạ. Bố chồng là cánh tay hai bố con là hợp. Dạ. Không, thật ra mà nói thì chính bản thân cô bây giờ cô cũng còn không chặt được con gà đẹp rồi. Bởi vì cô đã chọn từ trước rồi. Yeah. Cô thấy chú là người rất là giỏi giang về cái việc nấu nướng, rất khéo tay về mọi lĩnh vực là chú làm được hết. Nhưng mà cô dâu á với mẹ chồng á là có hợp nhau không? Dạ có ạ. Hợp nhau vấn đề gì? Dạ hợp về cách ăn uống hay là mua sắm hay là chặt gà thì không. Dạ còn cô thì cô thấy như nào, cô mình còn hợp với con dâu mình ở điểm nào nữa cô? Sau một thời gian thì mẹ con sống chung thì thấy rất quý cái tính giản dị và đặc biệt là cái tính nhường nhịn trong gia đình, mà cứ ngày lễ ngày Tết thì rất chu đáo. Mẹ thì làm giáo viên thì cứ ngày 20 tháng 1, mùng 8 tháng 3 là lúc nào cũng có quà cho mẹ. Thế rồi là ngày sinh nhật cũng tổ chức cho bố mẹ là chu đáo đâu đấy. Thế có cái hồi đầu thì đối với bé là cái con nhỏ là của mẹ trước nó ấy, yeah. Thì cũng có mẹ con thì cũng chưa hòa hợp ngay đâu. Mà đặc biệt là mình lại rất bênh con dâu. Thế cũng có lâu đôi lần là vợ chồng giận nhau. Thế rồi là anh ta ra đường thì cũng đào hoa. Thế thì cô cũng chặn ngay. Cô bảo dù thế nào chăng nữa phải nghĩ vợ con. Và cho đến hết này, đời này thì bố mẹ không còn sống nữa thì cái hoa vẫn là con dâu của bố mẹ. Có hay tầm tâm sự với mẹ chồng không? Dạ, thỉnh thoảng có chuyện gì thì lâu lâu thì mẹ con kiểu cũng ở cách nhau một cây á. Thì có gì thì lại nói chuyện qua điện thoại. Cuối tuần họp gia đình thì lại ăn uống, không có chuyện gì vui thì lại kể nói chuyện. Chồng mà hư thì mách mẹ. Dạ, dạ, xin mời. Dạ. À, mà cô giới thiệu về mình ạ. Xin chào MC Quyền Linh và MC Lê Lộc. Dạ. Tôi là Đỗ Thị Khang, năm nay là 63 tuổi. Em xin chào anh Quyền Linh và Lê Lộc. Dạ, dạ. Dạ, em tên là Lê Thị Hoa, năm nay 40 tuổi. Chị làm dâu của mẹ chắc cũng khá lâu rồi đúng không? Dạ, em làm dâu mẹ được năm nay là sang năm thứ 14 rồi. Không biết là mình có mấy cháu rồi chị hả? Dạ, em được 2 cháu. Chắc một trai một gái hả chị? Dạ. Vâng ạ. Rồi vậy là khỏe rồi. Dạ. Một trai gái là coi như 10 điểm rồi đó. Dạ. Chúc mừng luôn. Cái ngày đầu mà cô gặp cô con dâu này, cô có ấn tượng gì về cô gái? Con trai cô đi làm công trình. Thế lên cái vùng đó thì con nơi con dâu cô ở. Thế sau đó thì chúng làm quen với nhau thì cứ điện thoại cho nhau. Thế có lần thì gọi về thì cô nghe máy. Thì lại gọi là chị ơi chị. Cô mới gọi là Hiệp ơi ra nghe máy con. Thì bây giờ mới hiểu ra là hóa là mẹ. Thì cũng thấy ngại. Thế thì cũng có một lần thì cũng nói là sẽ về gia đình thăm. Thì hôm ấy thì con dâu cô là về cùng với một chị bạn. Thì cô cũng thấy là rất là giản dị. Cô cũng đi chợ rồi là làm cơm. Con dâu cô thì hăng hái lắm, vào bếp là làm tươm tất đâu đấy rồi. Thế luộc gà lên xong rồi thì cứ thẹn thùng bảo là thôi con không biết chặt thịt gà. Yeah. Chắc là cũng biết thôi, nhưng mà vấn đề là bày đĩa cỗ như thế nào thì nó đẹp. Thì lần đầu tiên ra mắt. Thực ra trong gia đình nhà cô thì lúc đó cũng có rất chuyện rất là buồn. Bởi vì cái sự đổ vỡ của con trai cô là mới ly dị. Thì cháu bé là nó còn nhỏ. Cô rất áp lực. Bởi vì vừa phải công tác mà cháu thì còn nhỏ. Mẹ già cũng không có ai đỡ đần mình được. Thế còn bố nó đi ông thì hai bố con thì phải làm nghề. Sau đấy thì cũng dần dần thì là con dâu cô là cũng về nhà thăm. Thế rồi là chăm sóc bé. Gia đình mình đang như thế này mà tự nhiên có một người con gái mà lại đến thương con mình, mà lại thương cả cháu mình nữa. Thì cô thấy rất là xúc động. Em có ấn tượng gì với mẹ chồng lần đầu tiên gặp gỡ? Dạ, em thấy bố mẹ thì bố thì thân thiện nhưng mà mẹ thì hơi nghiêm, bởi vì mẹ làm cô giáo nghề nghiệp. Dạ. Nhưng mà tiếp xúc thì em thấy mẹ cũng thân thiện vui vẻ. Đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay tại fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu hoặc gọi hotline để có những kỷ niệm đáng nhớ cùng mẹ chồng nàng dâu. Cái ngày đầu về làm dâu đó, rồi chặt con gà được không? Dạ không. Giống như cái tâm lý mà lại lần đầu không? Dạ không, à về sau thì toàn nhờ bố chồng thôi ạ. Bố chồng là cánh tay hai bố con là hợp. Dạ. Không, thật ra mà nói thì chính bản thân cô bây giờ cô cũng còn không chặt được con gà đẹp rồi. Bởi vì cô đã chọn từ trước rồi. Yeah. Cô thấy chú là người rất là giỏi giang về cái việc nấu nướng, rất khéo tay
về mọi lĩnh vực là chú làm được hết. Nhưng mà cô dâu ấy, với mẹ chồng ấy, là có hợp nhau không? Dạ có ạ. Hợp nhau vấn đề gì? Dạ hợp về cách ăn uống hay là mua sắm hay là chặt gà thì cô. Dạ. Còn cô thì cô thấy như nào, cô mình còn hợp với con dâu mình ở điểm nào nữa cô? Sau một thời gian thì mẹ con sống chung thì thấy rất quý cái tính giản dị và đặc biệt là cái tính nhường nhịn trong gia đình, mà cứ ngày lễ ngày Tết thì rất chu đáo. Mẹ thì làm giáo viên thì cứ ngày 20 tháng 1, mùng 8 tháng 3 là lúc nào cũng có quà cho mẹ. Thế rồi là ngày sinh nhật cũng tổ chức cho bố mẹ là chu đáo đâu đấy. Nhưng có cái hồi đầu thì đối với bé là cái con nhỏ là của mẹ trước đó thì cũng có mẹ con thì cũng chưa hòa hợp ngay đâu. Mà đặc biệt là mình lại rất bênh con dâu, thì cũng có lâu đôi lần là vợ chồng giận nhau. Thế rồi là anh ta ra đường thì cũng đào hoa. Thế thì cô cũng chặn ngay. Cô bảo dù thế nào chăng nữa phải nghĩ vợ con, và cho đến hết này đời này thì bố mẹ không còn sống nữa thì cái hoa vẫn là con dâu của bố mẹ. Có hay tầm tâm sự với mẹ chồng không? Dạ thỉnh thoảng có chuyện gì thì lâu lâu thì mẹ con kiểu cũng ở cách nhau một cây á, thì có gì thì lại nói chuyện qua điện thoại. Cuối tuần họp gia đình thì lại ăn uống, không có chuyện gì vui thì lại kể nói chuyện. Chồng mà hư thì mách mẹ. Em không biết là cái thời điểm mà chị sanh em bé đó thì cái tình cảm giữa chị với mẹ nó như thế nào? À lúc chị sinh em bé thì là hồi đấy bố mẹ chị vẫn chưa chuyển vào đây đâu, bố mẹ vẫn ở Bắc. Yeah. Thế lúc chị sinh cháu thì bà vào đây ở đây chăm chị được một tháng. Yeah. Chăm hai mẹ con và nội vào. Thì cái đó là cái điều mà chị ấn tượng và kiểu chị ghi nhớ nhất trong lòng. Thì chị làm dâu mà chị cũng xa xứ, khi được bố mẹ chồng thương và quan tâm lo thì mình rất là mừng trong lòng và cảm ơn bố mẹ. Có nhớ cái hình ảnh mà mẹ chăm sóc mình như thế nào không? Dạ em có chứ ạ. Mẹ chồng em vào đi mua thuốc rồi các thứ cho em để chăm em sinh á. Xong rồi đi chợ mua nồi về để đun nước xong cho con, cho cháu. Mua đồ ăn, đồ uống các thứ về bà nấu và chăm cho ăn. Ăn dữ lắm mà em còn sợ luôn. Mỗi lúc mà mẹ đi ra ngoài lèn lèn là nhờ chồng ăn hộ. Ăn nhiều đồ ăn quá sợ ăn không nổi luôn ấy. Lúc mà cô chăm sóc cô con dâu, cô có nghĩ điều gì không? Mẹ chồng chăm thằng dâu nhưng mà hóa ra lại là con dâu chăm mẹ chồng. Bởi vì khi mà cô cũng nhớ là khi mua cái nồi nưa to đó để đun sông để tắm cho cháu rồi cho con, ngược lại là cứ chiều nào đun cho mẹ nồi nước tắm. Quần áo thì lẽ ra thì mẹ giặt cho con cho cháu, nhưng mà con dâu là ôm giặt tất. Thế thì cô cũng nhắc nhở con dâu nhưng mà nó cứ ào ào, thôi mẹ cứ để con làm. Thế là toàn là tranh phần làm hết thôi. Thế cũng như ý chị vừa nói, lo cho con thì vì xa xôi thì mình cũng chẳng mấy nào mình được ở lâu được. Thì thôi cũng cố chăm cho con để làm sao vực cho con có cái sức khỏe, để nó không ốm đau, rồi mẹ khỏe con khỏe là mình ở ngoài đấy là mình yên tâm công tác. Cô có hài lòng với những cái gì con dâu cô đã làm trong mười mấy năm qua chưa? Cô rất hài lòng. Con dâu cô là cứ mãi mãi là con dâu của bố mẹ. Yeah. Và cứ sống hiếu thảo và thương chồng thương con như thế là cô không có một cái gì điều cô gì có đấy. Mong muốn con dâu thay đổi điều gì không? Thực ra thì nói bây giờ thì nó đã qua mất rồi, nhưng mà cô cũng muốn nói để cho con dâu cô hiểu, tức là về cái hạnh phúc gia đình ấy, thì mình đã từng trải qua rồi. Tức là người phụ nữ mà khi chồng mình sai ấy, thì mình cũng nói nhưng mình phải nói lúc nào và mình góp ý ở một cái mức độ nào thôi. Nói chung cũng ghen, nhưng mà ghen phải có cách của nó. Yeah. Chứ đừng có cái gọi là ghen sóng ghen gió hay là ghen ồn ào đó. Đúng rồi. Thì cái đó nó cũng dễ mất hạnh phúc gia đình lắm. Kiểu không bằng lòng thì đừng có nặng mặt. Mình đây thì mình cũng nặng mặt. Thế nhưng mà nặng mặt như thế nào để cho chồng đi làm về là phải biết chia sẻ. Cô nói rút kinh nghiệm nha, phụ nữ đừng nên nặng mặt. Tức là nên hay gọi dân gian là mặt một đống. Mặt chồng về hay là ai về giận cái gì không nói gì, đó nó khó chịu vô cùng tận luôn vậy đó. Dạ. Hôm nay thì không biết là chị có mong muốn mẹ chồng mình thay đổi điều gì không? Em thì không có gì để mong mẹ chồng thay đổi, mẹ chồng cứ mãi như thế này đó. Dạ. Bây giờ thì chúng ta xem một cái món quà từ con gái gửi cho mẹ với lại cho bà. Dạ. Hôm nay con biết là bà và mẹ có tham gia chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu, cho nên là con nhân cơ hội này để gửi đến bà và mẹ những cái lời mà con suy nghĩ trong đầu lâu nay để cho bà và với mẹ, nhưng mà vẫn chưa có được có dịp để nói ra. Con đã
đến với bà mẹ từ khi mà còn nhỏ xíu xíu hơn. Cho nên là con có nhiều cái tình cảm mà dành cho bà mẹ nhiều lắm. Tại vì bà mẹ đã nuôi dưỡng con đến tận bây giờ. Và tình cảm của con dành cho bà mẹ cũng rất là nhiều. Bởi vì là bà mẹ rất là chiều con. Như kiểu bà thì chiều con đến mức con thích cái gì bà cũng chiều hết, thích ăn gì bà cũng chiều hết. Còn mẹ thì tuy mẹ là một người khá là giản dị và đơn giản như trang phục, nhưng mà mẹ lại biết được sở thích ăn mặc của con như thế nào. Nên là mẹ thường hay mua quần áo cho con lắm. Nhưng mà không phải là con là một người thực dụng đâu nha. Thật sự là con cảm động vì cái là bà và mẹ hay quan tâm đến con á. Cho nên là con lớn được như bây giờ là đều nhờ công dưỡng dục của bà và mẹ hết trơn á. Mong bà và mẹ hãy luôn tin tưởng con giống như là từ trước đến giờ đã dành cho con vậy. Bởi vì hai người luôn ủng hộ con trong mọi thứ về công việc, về học tập, về mà trong đam mê của con nữa. Thì con lớn như thế này rồi, con chỉ muốn nói là bà mẹ hãy yên tâm về con này và hãy cố gắng đồng hành cùng với con trong suốt quãng đường còn lại nha. Yêu bà mẹ rất là nhiều. Gần như con ngại á, con không biết nói gì nhiều á. Cho nên con nghĩ là con sẽ hát tặng bà và mẹ một bài tặng thêm tình cảm cho bà và mẹ. Tức là con sẽ hát bài Mẹ Yêu á. Bài này thì cũng lâu rồi con không hát cho bà và mẹ nghe. Thì đối với con thì bà cũng vừa là một người bà, cũng như là một người mẹ của con vậy. Cho nên con sẽ hát tặng bà và mẹ bài này luôn. Ánh sao đêm chúng con sáng soi là mẹ yêu, khúc hát dù con trong giấc mơ là mẹ yêu. Mẹ là cánh chim cho con bay thật xa, mẹ sưởi ấm cho tâm hồn con, mẹ yêu dắt con đi qua bao nỗi đau là mẹ yêu. Tiếng con yêu gọi từ suốt đời là mẹ yêu. Mẹ đừng mãi ra đi cho con mồ côi, mẹ đừng mãi ra đi. Ôi mẹ yêu. Kinh quá. Thế này mà không thương sao được. Dạ. Một cô bé rất là kháu khỉnh, cô bé quá là dễ thương và cực kỳ ấn tượng luôn á. Dạ. Sao bà coi cũng khóc luôn bà nhỉ. Thực ra nói với Quyền Linh với Lê Lộc, giữa bà và cháu có nhiều kỷ niệm lắm. Thương lắm. Dạ. Thương cháu lắm. Cô còn nghĩ là đến sau này cháu khi lấy chồng ấy, cô còn muốn nó về nó ở cùng với cô chú. Người ta hay có cái câu là công sinh không bằng công dưỡng. Không biết thì tình cảm của chị đối với cháu như thế nào ạ? Khi mà chị bước chân về nhà, lúc đấy chị gặp cháu, lúc đấy cháu có 17 tháng thôi, là chị cũng rất là thương, xuất phát tình cảm. Như kiểu là một đứa nhỏ thì nó rất là tội. Chị không sinh cho cháu nhưng mà chị cũng chăm lo cho cháu và cũng dành cái tình thương cho cháu nhiều. À, một câu chuyện rất là dễ thương. Ngày hôm nay cảm ơn cô với lại em gái đến tham gia chương trình. Dạ. Để chúng tôi nghe một câu chuyện mà có thể nói đông đầy những cảm xúc. Dạ. Những cái giọt nước mắt này Linh nghĩ rằng nó rất là hạnh phúc. Dạ. Ngày hôm nay mẹ con đã hiểu nhau, yêu thương nhau nhiều hơn. Dạ. Linh rất thích thấy mẹ chồng nàng dâu ôm chặt nhau nha. Vâng. À, cái tình cảm này sẽ không bao giờ phai nhạt luôn. Dạ. Chúc cho mẹ chồng nàng dâu mãi mãi bền vững, giữ dạ. mãi tình cảm thế này. Chúc gia đình sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Vâng ạ. Dạ. Một kỷ niệm gửi tặng gia đình để nhớ có tham gia chương trình. Dạ. Con cũng xin được thay mặt chương trình gửi cho gia đình mình một ít quà. Đây là Ala Bio với thành phần 5 Ala, được chứng nhận lâm sàng về hiệu quả tăng cường chuyển hóa đường thành năng lượng, giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Còn đây là phần quà từ nhãn hàng Calosure Gold, sản phẩm của công ty cổ phần Vita Dairy. Calosure tiêu hóa khỏe, trái tim trẻ. Con xin cảm ơn cô và chị đã đến tham gia chương trình ạ. Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn em gái nha. Dạ, em chào anh. Cảm ơn anh.